Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? Hôm nay tự nhiên lại gọi, có chuyện gì à con? Dạ không, con gọi điện để hỏi thăm. Mẹ lúc nào cũng sợ con có chuyện. Bình thường có bao giờ thấy tự nhiên gọi về nhà đâu. Nghe đến đây, tôi bỗng sững lại. Đúng là từ trước đến giờ, tôi hiếm khi chủ động gọi điện về nhà. Có chuyện cấp bách lắm tôi mới nhấc máy gọi về. Tháng 7, mùa Vu Lan, trong lòng mỗi chúng ta như lắng lại khi nhớ về công ơn của Đấng Sinh Thành và thầm ước mong có thể lưu giữ được thời gian để mãi mãi có cha mẹ bên đời. Lòng ta thôi thúc, ước muốn được gọi về nhà nhiều hơn. Xa nhà lên thành phố từ khi học cấp 3, tôi vốn đã trở thành một đứa trẻ tự lập và gai góc từ rất sớm. Tôi hiếm khi đòi hỏi sự trợ giúp từ ba mẹ. Một tay tôi tìm nhà trọ, bươn chải làm thêm, lo việc học. Rồi sau khi ra trường, cũng tự tay tôi tìm một công việc phù hợp đủ để trang trải cuộc sống. Thương con phải tự lập từ sớm, nhưng ba mẹ vẫn hết mực ủng hộ con đường tôi chọn, dành tất cả những gì tốt nhất để giúp tôi thực hiện ước mơ. Dù tôi có hết mực khẳng định mình đã đủ trưởng thành và có thể chăm sóc tốt cho bản thân để ba mẹ yên lòng, thì với ba mẹ, tôi vẫn luôn là đứa con gái nhỏ cần được bảo bọc, chở che. Những cuộc gọi, những tin nhắn đều đặn mỗi ngày, đôi khi chỉ là những dòng tin viết vội còn sai vài chỗ. Con ăn cơm chưa? Công việc mới thế nào? Hay những ai cần động viên của ba? Nhưng tôi biết chất chứa bên trong là bao nhiêu yêu thương và mong nhớ. Thế mà có lúc đang vui vẻ với bạn bè, tôi vô tình để lỡ mất những cuộc gọi đó, hay bỏ quên những tin nhắn ngắn ngủi mà mẹ nhắn nhốt hàng chục phút để gửi đi. Có hoạt động mới nào, có thành tích gì nổi bật trong công việc, tôi đều thích khoe lên mạng xã hội. Ba mẹ chẳng bao giờ bỏ qua bài đăng nào cả, lúc nào cũng dành lời khen, lời yêu thương, rồi mang bài viết đi khoe khắp cả xóm làng. Thời nay, công nghệ hiện đại thật đấy. Chúng ta lưu đầy những bức hình đồ ăn, chó mèo, check-in quán cà phê với bạn bè, những bức ảnh vô thưởng vô phạt. Nhưng những tấm hình chụp chung cùng gia đình lại không có nhiều. Hình như lâu rồi, tôi cũng chẳng có hình chụp chung với ba mẹ. Thế nhưng, ngăn tủ nhà vẫn luôn chứa đầy những cuốn album với những bức ảnh từ khi tôi mới chào đời. Thế mới biết, ba mẹ yêu thương ta nhiều lắm. Một mình giữa thành phố rộng lớn, chẳng thể nào tránh được những lúc mệt mỏi hay cô đơn. Như bản năng của một đứa con gái non nớt, tôi lướt danh bạ một hồi rồi bấm gọi về nhà cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng linh cảm đúng, hay đó chính là bản năng riêng của người làm mẹ. Có chuyện gì không con? Mẹ có lẽ đã lắng nghe được những tâm sự của tôi, chỉ từ qua hơi thở dài, qua cái giọng điệu ngập ngừng, chỉ chờ vỡ òa khi mẹ nhấc máy. Có lẽ nhiều bạn trẻ cũng giống như tôi, chỉ nhớ gọi về nhà cho ba mẹ khi có chuyện không vui. Còn những lúc tụ tập bạn bè, hẹn hò người yêu, hay những đêm tuổi trẻ thâu đêm suốt sáng, lại quên mất ba mẹ ở xa, có khi đang ngóng chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn trả lời để biết con vẫn đang bình an. Ba thì ngược lại với mẹ, ba chẳng mấy khi nói nhiều, ba cũng chẳng rối rít mỗi buổi con về, nhưng cuối tuần nào ba cũng hỏi con có về quê. Như khi ở nhà, có chuyện gì tôi cũng quen xả vào lòng mẹ thủ thỉ nhỏ to, lên thành phố học thì cũng quen gọi về cho mẹ. Lắm khi ba nhấc máy, câu đầu tiên mà tôi hỏi lại là: mẹ đâu rồi hả ba? Có lần, vì mẹ vắng nhà, tôi bấm máy gọi cho ba, giải bày với ba bao nhiêu là vất vả sau một ngày dài. Nghe mẹ kể, hôm đó ba vui lắm, cứ khoe mẹ suốt rằng con bé kể chuyện này chuyện kia. Tôi bất giác nhận ra thời gian tôi dành để nói chuyện với bạn bè nhiều đến thế cơ mà, sao lại quên mất ba ở nhà cũng đang mong ngóng tôi gọi điện về. Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng ước mình lớn lên thật nhanh. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là người phụ nữ ôm bạn vào lòng, và dù bạn ngủ mỗi đêm cũng đang già yếu dần đi. Khi mẹ còn sống, mẹ chỉ là mẹ thôi. Nhưng khi mẹ mất đi, bạn sẽ nhận ra rằng mẹ là cả thế giới của bạn. Ba mẹ chẳng cần ta tặng một căn nhà lớn hay những món quà đắt tiền. Ba mẹ chỉ cần nhìn thấy ta khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày. Nếu bạn may mắn vẫn còn ba mẹ, ngay lúc này hãy dừng lại một chút,
gọi một cuộc video call về nhà để được nghe giọng nói trầm ấm của cha, được nhìn thấy dáng hình tất tả của mẹ.